chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Kính chào quý khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Thưa quý vị, chúng ta đã được dạy rằng không nên tham lam những gì thuộc về người khác, bởi vì vốn dĩ cuộc sống này rất công bằng. Nếu như bạn lấy của ai bao nhiêu, bạn phải trả lại bấy nhiêu. Nếu điều đó không thuộc về bạn, bạn có tin được không? Cấp báo. Chị Oanh, bớt tập thể dục lại, cho mượn tiền đi. Cái gì vậy, sáng sớm mượn sớm vậy ông? Sớm gặp vợ quên đưa tiền, giờ thèm ăn sáng cà phê quá không có tiền nè. Trời ơi, cũng hên bữa nay tôi có đem theo á nha. Đây nè, để cảm ơn chị cho tôi mượn 200 ngàn. Sao bao chị ăn xôi? Thôi, tôi không cần, trong người không có 1 đồng nào chân mà bày đặt. Đây là cái gì? Thì tôi mới cho mượn, không cần thiết phải lấy lòng tôi vậy nha. Tôi đi ra ngoài này chút. Nhưng mà lần sau nhớ cho mượn nha. Đúng rồi anh, uống tất cả loại xôi luôn. Xôi gì? Xôi giò, xôi sim, xôi mặn, xôi lạc, xôi sùng sục. Xôi sùng sục. Chứ đừng xôi máu với em. Mày bán xôi mà có duyên quá vậy trời ơi. Lấy một cái xôi sùng sục đi. Xôi sùng sục là có xôi giò. Em hỏi luôn nha. Mời anh. Đây. Dạ. 15 ngàn. Dạ rồi, đây. 15 ngàn đúng không? Dạ, 15 ngàn. Đây. À, bán được quá ta. Em tính tới liền anh ơi. 200 300 385 ngàn. Gói xôi 15 ngàn đưa 200 thôi, 380. Ủa trời ơi, tự nhiên cái tiền vô. Có xôi ăn mà còn có tiền lời nữa. Chú Anh. Được gì nữa, đừng mượn tiền nữa, không có tiền đâu cha nội. Không có mượn, chú Anh. Vậy? Tôi nào giờ tôi mắc nợ, tôi ghét nợ dai lắm. Sao vậy? Tại mắc cỡ. Bởi vì trả chị nè, hồi nãy mượn 200 đúng không? Đúng rồi. Trả chị đúng tờ 200, đúng seri luôn. Trời. 10 ngàn tiền lời. Thôi, hồi nãy không có tiền rồi mượn tôi này nọ kia. Đi ăn cho đàng hoàng, phải giữ sức khỏe đó nha. Thôi, đây nè. Ê, chị đang coi thường tôi nghèo đúng không? Tôi đang có tiền. Tiền gì? Đây, 200 chị, tôi còn dư tới 185 ngàn. Ủa? Bình tĩnh ngồi gì xuống đây hả? Nhớ cái thời gian tôi cho cậu mượn tiền. Tôi chạy ra ngoài kia, tôi chạy vòng quanh bồn qua chút xíu, tôi chạy ngược vô trong đây. Thì nó không có bao nhiêu phút hết. Thì không có một cái phi vụ nào làm ăn mà có thể nhanh, mà cũng không có một bóng dáng nào mà để cho cậu phải làm ăn như vậy để mà ra tiền. Ở đâu ra? Chị chạy 2 vòng tôi có 370 ngàn luôn, nói chị. Ủa nghe. Mà ở đâu ra? Chỉ không... cần cái thằng đó quay lại cái tôi có lời nữa. Đừng có nói mua bán bậy bạ nha. Trao đổi hàng hóa bậy bạ đúng không? Nói nào ngay, hồi nãy có cái thằng bán xôi nó đúng đi qua. Cái tôi đưa nó 200 ngàn, tôi mỗi gói xôi có 15 ngàn thôi. Nó thấy cái mặt tôi dễ thương tội nghiệp quá, nó dám thối tôi lại 385 ngàn luôn. Nó cho mà tôi bất ngờ luôn mà chị. Cậu đưa 200, nó đưa lại 385, cậu dương 185. Dương 185 ngàn. Rồi cậu không trả lại người ta. Ủa tự nhiên tiền vô trong túi mà tự nhiên trả cho người ta. Ngồi xuống đây. Bây giờ nó hành nghề gì? Bán xôi. Thì cậu thấy nó có giàu không? Tôi chưa tính những người giàu cùng những người bán xôi mà có mặt bằng nó là khác. Bán xôi giàu tức là không có giàu. Không có giàu mà đã thối cho cậu tới 385 ngàn. 185 ngàn là cậu biết bao nhiêu gói xôi trong đó nó bán được trong ngày hôm nay. Cậu nghĩ đi, tại sao nó đưa cho cậu mà nó không còn biết, nó không biết gì cả. Tức là cái tinh thần nó đang bấn loạn. Mà tại sao tinh thần của nó bấn loạn? Tinh thần của nó bấn loạn là do chỉ có gia đình, nơi mà nó yêu thương nhất, quan trọng nhất cuộc đời nó, làm cho nó bấn loạn. Cậu nghĩ đi, bây giờ cậu tưởng tượng cái gia đình của nó bây giờ, đứa con yêu thương nhất của nó đang bị bệnh rất nặng, đứng trước cửa bệnh viện mà không có tiền. Trời ơi, con ơi con, bây giờ con đang sốt cao, sữa không có uống. Vậy mà có 200 ngàn ba không giữ trong người được. Còn giả sử không phải là đứa con, thì cái người quan trọng trong đời của nó là vợ của nó. Mượn tiền này nọ tiền kia, đến ngày góp tiền mà không có tiền, thành ra vợ chồng xảy ra lột đột. Ông đi ra đây, ông nói cho tôi biết đi, 200 ngàn tiền lời ở đâu? Hả? Ông mới ở nhà tôi dành dụm, tôi nuôi con, mua sữa cho con, mà 200 ngàn ông cũng đem giấu nữa. Hay là ông có bồ nhí đúng không? Trời ơi là trời, tiền không có ăn thì lấy tiền đâu đâu bồ nhí. Ông thiệt là quá đáng mà, lấy vậy đi. Đừng mà. Còn nếu như mà cái số tiền đó mình biết mình không trả lại cho người ta, tức là mình có cái tánh tham. Nhà khóc cái gì? Thấy nó tội quá. Trả lại cho người ta, người ta cần đi trả lại cho người ta. Nhanh lên. Biết rồi, trả cho người ta. Nhưng mà bây giờ nó không biết nó ở đâu, sao trả cho nó được. Ơi, anh kiếm tiền hết trơn rồi. Anh đi hoài mà nãy giờ không thấy nó đâu, chứ không biết nó rớt đâu nữa. Mà thôi rớt rồi, coi như là của đi thay người đi anh. Hãy ước đi, đừng ngại ngùng. Mình ước có 200, đừng ngại ngùng. Hãy ước đi. Ước gì tìm được 200 à? Đúng rồi. Xôi ơi, chú có lỗi với con nhiều lắm xôi. Sao vậy chú? Chú sai rồi. Hồi nãy con cho chú 200 ngàn đúng không? À, đâu có con cho ai đâu. Ồ, giờ con thối lộ chú hả? Chú trả lại cho con à? Trời ơi,
Con đừng giận chú nha. Không ngờ chú là người tốt như vậy. Chú tốt mà, chú xin lỗi con nha. Dạ, con cảm ơn chú nha. Đừng có vì chuyện của chú mà gia đình lục đục, con cái bị bệnh không có tiền chị nha con. Đâu có, là con đâu có con đó. Trời ơi, cái đó là tôi đẩy lên chứ gia đình đó tôi đâu có quen cái biết. Cái nè, bà giống đạo diễn quá. À. Như vậy cậu mới sợ. Thôi được rồi, đi đi. Mạnh anh ấy làm gì? Tự nhiên tôi làm được cái chuyện tốt, tôi thấy lòng tôi thanh thản á chị. Qua câu chuyện mà chị chia sẻ, em thấy gì à? Em hứa, em sẽ không như vậy nữa. Nhớ nghe chưa? Em sẽ trở thành một người tốt. Được. Không bao giờ tham của người ta. Đúng. Việc tham lam dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, dù ít hay nhiều, cũng là hành động xấu đáng lên án, nhất là khi đó là tiền mồ hôi công sức, buôn bán vất vả. Tham lam thường đến từ sự ích kỷ cá nhân của bản thân và thường gây tổn hại cho người khác hoặc xã hội. Hệ quả của hành động tham lam chỉ là sự đắc ý nhất thời, nhưng nỗi lo lắng, sợ hãi người khác phát hiện hành vi xấu sẽ ảnh hưởng dài lâu. Mỗi người trong chúng ta cần luôn hướng đến lối sống văn minh lành mạnh để từng bước đẩy lùi cái xấu ra khỏi cuộc sống.